tàu hủ tao nói được lớn. Thôi các chị mình cũng đã cố gắng động viên nhau một tí. Thì các chị thấy hiện nay là thành phố tập trung cho cái tuyến đường thủy nội đô, các chị chỗ cái gì đó chọc đường là đường Võ Văn Kiệt đúng không ạ? Võ Văn Kiệt là một, và mới nhất thì mình đã khánh thành cái chỗ mà cái tuyến nội đô chỗ cái chỗ Thị Nghè nha, chạy dọc theo đó. Thì không biết anh Phong đã đi thử mấy cái tuyến đó chưa? Tất nhiên là mình so sánh song sang với lại cái kinh mình thì nó kiên tưởng lắm anh, nhưng mà mình có cái gì đó cũng đặc trưng của riêng mình đúng không anh? Mình Phong ơi, song sang sạch không anh? Sạch hả? Không có đề luôn. Nói chung là song sang thì ngày xưa các bên bạn lúc này khoảng 3 năm. Nhưng mà ông Chirac khi mà ông ứng cử tổng thống á, trong một cái đợt ứng cử ông hứa là khi ông nếu ông đắc cử tổng thống ông sẽ làm cho song sang sạch và có thể tắm được. Cho dù bây giờ người ta không tắm nhưng mà song sang giờ vẫn sạch. Còn Antarctica cũng đã sạch không hả? Thậm chí là cái mùa hè tháng 6, tháng 7 á, tháng 6, tháng 7 ở bên bờ song sang có một quả giống như biển đúng không ạ? Cát làm như biển mà những cái kiosk bán nước uống để cho những người không có tiền đi du lịch biển ra đó làm để mà không nắng. Sao mà người nói Pháp cũng móc túi dữ luôn anh, có nào móc túi? Bây giờ thì châu Âu thì chỗ nào móc túi anh? Dạ.